Chương trình 24 giờ chuyển động. Trong chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Tại Cà Mau, lãnh án 2 năm tù về tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Tiếng một nóng trên mặt báo với góc nhìn đã đến lúc cần nghiêm cấm triệt để việc hút thuốc lá điện tử. Pháo cao xạ vũ khí bí mật được đưa vào chiến dịch góp phần làm nên chiến thắng điện biên phủ. Nghệ sĩ ẩn danh ở nước Anh kêu gọi sửa chữa những ổ gà trên đường. Quý vị đang theo dõi 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chúng tôi là Mạnh Tiến và Phú Khánh, rất vui vì được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 7 tháng 5 năm 2024 là ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024. Chiến thắng Điện Biên Phủ không những ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi trong thế kỷ 20 mà còn là chiến công lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đã 70 năm trôi qua kể từ ngày quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại ấy vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Đây là dịp để mỗi người dân Việt Nam ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường đã qua, các thế hệ mai sau luôn trân trọng và gìn giữ lịch sử, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Những câu chuyện lịch sử hào hùng về chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được chúng tôi chia sẻ trong ít phút tới. Và trở lại với chương trình hôm nay, ngay bây giờ xin mời quý vị bắt đầu đi vào nội dung chi tiết của chương trình với phần tin nóng. Tin nóng. Ngày 6 tháng 5 tại thị trấn Sông Đốc, tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nghệ, sinh năm 1971, quê tỉnh Bến Tre, 2 năm tù, đồng thời tịch thu tàu cá số hiệu KG94137TS cùng các tăng vật liên quan đến vụ án. Theo cáo trạng, ngày 9 tháng 2 năm 2023, Phạm Văn Nghệ đã cấu kết tổ chức cho Lê Quốc Khánh và Huỳnh Văn Lâm sử dụng tàu cá KG94137TS trốn sang Malaysia đánh bắt thủy sản. Đến ngày 24 tháng 4 năm 2024, Phạm Văn Nghệ lại đưa Lê Quốc Khánh cùng 5 người khác nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng đường biển. Tuy nhiên, khi về đến Việt Nam thì bị đồn biên phòng sông Đốc tuần tra phát hiện và bắt giữ. mục Nóng trên mặt báo tiểu mục nóng trên mặt báo hôm nay sẽ bàn về thuốc lá điện tử thưa quý vị theo các bác sĩ nicotine trong thuốc lá điện tử làm giảm lưu lượng máu gây ra nguy cơ đau thắt ngực suy tim đột quỵ chất nicotine gây suy giảm miễn dịch giảm sức đề kháng gây hại cho sự phát triển não bộ ở trẻ Liên quan đến vấn đề này thì vào sáng ngày 4 tháng 5 vừa qua, tại nhà Quốc hội, Ủy ban xã hội chủ trì phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục tổ chức phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự pha phát biểu chỉ đạo phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn nhấn mạnh phiên giải trình không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa ra các kiến nghị giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng mà còn thể hiện trách nhiệm của quốc hội các cơ quan của quốc hội đối với việc phòng ngừa bảo vệ thanh niên thiếu niên khỏi các chất gây nghiện góp phần hoàn thiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị cần nhận diện đúng về thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng đánh giá tác hại của các loại thuốc lá này có thông điệp rõ ràng cụ thể đến người dân và chính kiến về trách nhiệm của nhà nước đối với vấn đề này bên cạnh đó làm rõ tồn tại hạn chế trong phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng xác định cụ thể nguyên nhân và trách nhiệm của từng bộ ngành phó chủ tịch thường trực quốc hội lưu ý cần đưa ra những kiến nghị cụ thể rõ ràng đối với những kiến nghị về hoàn thiện pháp luật cần phải bảo đảm về tính khả thi tính thống nhất của hệ thống pháp luật và có các giải pháp thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng quản lý nhưng phải trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế bằng chứng thực tiễn cũng như trên cơ sở phân tích các tác động đến người tiêu dùng doanh nghiệp và năng lực cơ quan quản lý nhà nước tại phiên giải trình các đại biểu cho rằng thuốc lá điện tử đang xâm nhập và được sử dụng ngày càng nhiều và gia tăng ở nước ta nhất là trong thanh niên thiếu niên lứa tuổi học sinh tình hình nhập lậu thuốc lá buôn bán vận chuyển quảng cáo thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng trên thị trường qua không gian mạng ngày càng tăng về quy mô và mức độ nghiêm trọng đặc biệt là tình trạng mua bán sử dụng thuốc lá điện tử pha trộn ma túy cần sa ma túy tổng hợp đang diễn biến phức tạp và gia tăng rất nhanh đáng chú ý chính sách pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành chưa đủ bao quát để điều chỉnh cả về công tác quản lý kiểm soát cũng như là phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng luật phòng chống tác hại của thuốc lá các văn bản hướng dẫn chưa quy định cụ thể về thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng dẫn đến thiếu quy định về cơ chế quản lý chế tài xử phạt đủ mạnh đối với hành vi vi phạm các đại biểu đã làm rõ những tồn tại hạn chế và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, qua đó tìm sự thống nhất về các giải pháp nâng cao nhận thức, hoàn thiện hành lang pháp lý và tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng thanh thiếu niên hút thuốc lá điện tử như vận động tuyên truyền về sự độc hại, nguy hiểm của việc hút thuốc lá điện tử nhưng không phát huy tác dụng trên thực tế. Thậm chí, vì hút thuốc lá điện tử đã xâm nhập rất sâu vào đối tượng là học sinh sinh viên, ngay cả nhiều nữ sinh cũng tham gia hút thuốc lá điện tử. Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là tuyên truyền vận động nhằm hạn chế thanh thiếu niên hút thuốc lá điện tử, mà cần phải quyết liệt xử lý dứt điểm trong vấn đề này. Theo đó, thì cơ quan chức năng có thẩm quyền nên ban hành quy định nghiêm cấm buôn bán, lưu hành và sử dụng thuốc lá điện tử bởi những tác hại mà nó gây ra. Trong trường hợp thực sự cần thiết để thu hút khách du lịch nước ngoài đáp ứng nhu cầu của khách quốc tế thì chỉ được buôn bán sử dụng ở một số địa điểm nhất định, đảm bảo các điều kiện chăm sóc theo dõi y tế và phải được quản lý chặt chẽ nghiêm ngặt. Đã đến lúc cả xã hội phải chung tay nói không với thuốc lá điện tử vì những tác hại nguy hiểm của nó gây ra đối với sức khỏe con người, nhất là bảo vệ sức khỏe trí lực cho thế hệ trẻ. Tiểu mục Đông tay chuyển động thưa quý vị trong cuộc kháng chiến chống pháp mảnh đất atk định hóa tỉnh thái nguyên có vai trò và dấu ấn vô cùng quan trọng là nơi ra đời những quyết sách mang tính bước ngoặt của cuộc kháng chiến đặc biệt địa chỉ đỏ này cũng chính là nơi khởi nguồn của chiến dịch điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu địa điểm đội phong tướng thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định hóa. Nơi đây 76 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì lễ thụ phong chức đại tướng đầu tiên của quân đội ta cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. Với sự tín nhiệm tuyệt đối, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được bác hộ giao trọng trách là tổng tư lệnh của chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông Bùi Huy Toàn, trưởng ban quản lý di tích ATK Định hóa tỉnh Thái Nguyên nói: Đây là một trong những ý nghĩa quan trọng là người lựa chọn được nhân tài có cái tư chất rất là quan trọng trong cái việc lãnh đạo cái, cái quân sự của Việt Nam đấy, để cho mở ra cái chiến dịch chiến thắng điện biên phủ. Còn tại khu vực cánh đồng bản soi tại xã Đồng Thịnh, nhiều người quen gọi khu vực này bằng cái tên Điện Biên Phủ của Thái Nguyên. Theo lời kể của cử dân địa phương, vào vụ hè thu năm 1953, nhân dân Đồng Thịnh đã chung sức chuẩn bị cho trận diễn tập thực binh đánh công kiên của Đại đoàn quân tiên phong 308 những địa danh nổi tiếng của cứ điểm Điện Biên Phủ năm xưa dường như vẫn còn hiện hữu tại đây. Ông Lương Quang Phi, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Thịnh, huyện Đình Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho biết. Ở trên khu vực trên ủy ban trên này, thì là cái khu vực cái là là tượng trưng cho cái tập đoàn cứ điểm. Còn phía sau đấy khoảng 200 mét, cái quả đồi thì tượng trưng cho là đồi A1 còn cái cánh đồng ở chỗ chúng ta đang đứng đây là tượng trưng cho cánh đồng Mường Thanh. còn cách đây khoảng 200 mét thì là có con sông Chu. Thì là lúc bây giờ là tượng trưng cho là sông Nậm giống. ATK Đình Hóa được đánh giá là một quần thể di tích quan trọng bậc nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Trong quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt này, địa điểm Đồi tỉnh Keo là một trong những di tích quan trọng nhất gắn liền với chiến dịch Điện Biên Phủ tại căn láng nhỏ Đầy, một quyết định quan trọng liên quan tới vận mệnh lịch sử dân tộc đã ra đời. Từ sau quyết định quan trọng ngày 6 tháng 12 năm 1953 tại láng tỉnh Keo, một cuộc chuyển quân lịch sử đã diễn ra. Cả núi rừng Tây Bắc chuyển động, những con đường ngược dốc, những đoàn dân quân công gồng gánh, cả nước hành quân lên Tây Bắc chuẩn bị cho trận chiến quyết định cho vận mệnh của cả dân tộc. Bản hùng ca, thiên sử vàng điện biên phủ khởi nguồn từ đó thưa quý vị chiến dịch điện biên phủ thắng lợi cũng là mốc đánh dấu sự thành công của một đơn vị binh chủng mới binh chủng pháo cao xạ sự xuất hiện một mặt trận mới mặt trận đất đối không vâng Câu chuyện pháo cao xạ, vũ khí bí mật được đưa vào chiến dịch góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ đã cho thấy tầm trình chiến lược của đảng và nước, đồng thời đánh dấu một bước trưởng thành và lớn mạnh của quân đội ta trên con đường tiến lên chính quy hiện đại. Để chuẩn bị cho kế hoạch Đông Xuân 1953-1954, từ cuối năm 1952 Trung ương Đảng, Nhà nước và quân đội ta đã đề nghị chính phủ Liên Xô trước đây và Trung Quốc hỗ trợ vũ khí, đào tạo cán bộ, đồng thời thành lập Trung đoàn 367, Trung đoàn pháo cao xạ đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 11 năm 1953, Trung đoàn 367 hành quân lên Tây Bắc nhận nhiệm vụ chiến dịch Trần Đình, mật danh của chiến dịch Điện Biên Phủ với phương châm tuyệt đối an toàn và bí mật. Chiến sĩ Điện Biên Phạm Đức Cư, tiểu đoàn 394, trung đoàn pháo cao xạ dạ 367 cho biết. nhận được lệnh nha là kéo pháo lên Tây Bắc đi Trần Đình chứ không nói là đi chiến dịch đến bên Đông. Ai hoảng thế mà trong cái công văn cũng nói rõ là phải đảm bảo bí mật tuyệt đối là an đi đến nơi phải an toàn cho xe pháo và con người mà từ tiên quang đây là mất 17 ngày đêm bằng cách tháo rời những chi tiết có thể tháo được rồi dùng sức người để vận chuyển một cách bí mật, nhanh chóng và chính xác. Bộ đội ta đã đưa thành công những khẩu pháo cao xạ 37 đi nặng hơn 2 tấn qua hàng trăm km đường rừng núi để tiến đến chiến dịch. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, pháo cao xạ của ta bắt đầu lên tiếng trong trận đánh mở bàn tại Hiêm Lam. Ngay sau đó, chiếc máy bay trinh sát Moran đầu tiên của Pháp bị đại đội 815 thuộc trung đoàn 367 bắn rơi. Sự xuất hiện của pháo cao xạ tại Điện Biên khiến cho quân Pháp vô cùng bất ngờ và lung túng. Chiến sĩ Điện Biên Phạm Đức Cư cho biết thêm. Nếu mà không có cao xạ thì nó sẽ tiêu diệt hết. Có cao xạ mà lúc bây giờ là đề phòng rồi, là bắn lên, thì coi như máy bay một là nó trúng, nó rơi, nó cháy hai nữa là nó thấy có pháo cao xạ rồi nó bay cao và nó không dám là xuống thấp để nó tiêu diệt bộ binh mình nữa. Tại Điện Biên Phủ, trung đoàn pháo cao xạ dạ 367 đã bắn rời 52 máy bay, bắn bị thương 117 chiếc khác, trong đó có pháo đài bay B24. Không chỉ giúp bảo vệ bộ binh, lực lượng pháo binh của ta đã tạo ra những vòng vây lửa trên không, loại bỏ khả năng cất hạ cánh tại sân bay Mường Thanh và Hồng Cúm đồng thời các nước tiếp tế bằng đường hàng không của địch. Chị Nguyễn Thúy Khanh, người dân thành phố Hà Nội nói: Cảm nhận của tôi về cái thông tin khi mà bộ người ta kéo pháo vào thực sự là hết sức xúc động bởi vì là để kéo được khẩu pháo vào trận địa thì chúng ta chỉ có 20 giờ. Kéo pháo vào đã khó rồi, nhưng kéo pháo ra thì lại còn khó hơn và để có được cái thành công đó thì cá nhân tôi nghĩ là phải mỗi một đồng chí với mỗi một vị trí và nhiệm vụ của mình phải thực sự là à, cái tình yêu tổ quốc, cái lý tưởng cách mạng là phải đặt lên trên hết và có cái sự đoàn kết nhất trí từ quân đến dân như vậy thì chúng ta đã có một cái chiến thắng rất là lịch sử. Bộ đội pháo cao xạ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong trận quyết chiến, chiến lược để làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Liên đoàn xiết Việt Nam thực hiện chương trình nghệ thuật Sống mãi với Điện Biên ra mắt các ngày 4, 5, 11 và 12 tháng 5 tại Hà Nội. Những chiến công, những câu chuyện chân dung người lính được kể bằng ngôn ngữ xiết đã thổi một làn gió mới sinh động trên sân khấu và mang lại cảm xúc sâu sắc cho người xem. Sân khấu rạp xiết trung ương biến thành một sa bàn lớn, thể hiện toàn cảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ. Những chiến công, những câu chuyện chân dung người lính được kể bằng ngôn ngữ siết và âm nhạc có không ít những giây phút khiến khán giả xúc động như mang biểu diễn khắc họa hình ảnh anh hùng tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết. Tôi cho là, nói là cái sự nhân cách hóa, giàn dựng bằng nghệ thuật, của chuyên ngành của siết mà đáp ảnh được tất cả các hoạt động của chiến trường, của chiến trận điện biên phủ ai hùng này. Gần 90 phút, khán giả như cược trở về những tháng năm hào hùng của dân tộc. Chương trình còn là lời cảm ơn của các nghệ sĩ với lớp thế hệ cha anh. Gần như toàn bộ diễn viên của Liên đoàn Siết Việt Nam đã được quy động và cống hiến hết mình cho đêm diễn. Nghệ sĩ Lô Thị Ngọc Thúy, Liên đoàn Siết Việt Nam nói Tôi cảm thấy rất vui mừng và tự hào khi mình được tập luyện và biểu diễn cái chương trình mang dấu ấn kỷ niệm một cuộc chiến hào hùng của dân tộc mình. Chương trình còn có sự xuất hiện của các cụ chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, mang đến cảm xúc, những ký ức câu chuyện về chiến dịch lịch sử 56 ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm phát. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã và sẽ mãi là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các loại hình thi ca giạc họa của dân tộc. 70 năm đã trôi qua, những bộ phim về đề tài chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã đưa đến cho khán giả cái nhìn chân thực xúc động về những con người đã làm nên lịch sử dân tộc Việt Nam, đã có nhiều bộ phim tài liệu, phim điện ảnh thực hiện thành công về đề tài Điện Biên Phủ, Song năm nay, lần đầu tiên hãng phim hoạt hình Việt Nam góp sức với hai tác phẩm về chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ là đề tài rất quen thuộc nhưng không dễ làm. Để có những bộ phim truyện, những thức phim tài liệu, hoay phim hoạt hình hấp dẫn, sống động, học lịch sử qua phim, thực sự vẫn là một thách thức với các nhà làm phim Việt Nam. Nhưng dẫu có khó, các nhà làm phim hôm nay vẫn luôn trăn trở tìm cách thể hiện mới để cho ra đời những tác phẩm về đề tài Điện Biên Phủ nói riêng và lịch sử cách bạn nói chung. Gửi gắm tình yêu lịch sử oai hùng của dân tộc cho các em thiếu niên di động, năm nay lần đầu tiên hãng phim hoạt hình Việt Nam thực hiện hai bộ phim hoạt hình cắt giấy, lời hứa Điện Biên và chiếc xe thồ Điện Biên. Nhà biên kịch Phạm Thanh Hà đã ấp ủ và hoàn thành hai kịch bản phim trong vòng 2 năm, vì là phim hoạt hình, mục đích phục vụ các cháu thiếu niên di động, nên khi viết, chị không đi sâu miêu tả những cảnh chiến tranh khốc liệt, mất mát, đau thương, mà chỉ muốn nhắc tới một giai đoạn lịch sử của dân tộc để các em không quên quá khứ oai hùng chống giặc ngoài xâm của cha anh. Từ đó, các em có ý thức tự giác, tự nguyện tìm hiểu về lịch sử, giữ gìn truyền thống vẻ vang của dân tộc. Nhà biên kịch Phạm Thanh Hà, Thông tin thực hiện tiếp cái lời hứa của những người chiến sĩ năm xưa là hàng năm cứ mỗi mùa hoa ban nở sẽ trở lại thăm chiến trường xưa và khi những người lính đã ra đi thì sẽ có những cái thế hệ trẻ tiếp nối quay trở lại thăm chiến trường xưa để à, nó giống như một cái truyền thống nối tiếp để có thể giữ được cái truyền thống yêu nước cách mạng à, giữ được cái lòng tự hào dân tộc đối với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau bộ phim chiếc xe thầu điện biên có thời lượng 10 phút kể về hành trình của một cậu bé được xe thầu đưa đi thăm lại chiến trường xưa cậu bé chứng kiến toàn cảnh chiến dịch điện biên phủ với những điều phi thường kỳ tích quân dân ta đã tạo nên trong chiến thắng điện biên chấn động địa cầu đạo diễn họa sĩ bùi mạnh quang hãng phim hoạt hình việt nam cho hay trang phục của những chiến sĩ bộ đội này và những dân công mặc thì đấy là những khó khăn đầu tiên khi mà bắt tay về xây dựng kịch bản. cái con thứ hai khi mà thực hiện một cái phim lịch sử mà đề tài chiến tranh ấy, thì cái 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 phần mà giàn dựng cũng như phần xây dựng về hệ thống nhân vật cũng như phần bối cảnh nó nó khá là đông. thì là khi mà làm thì nó cũng khá là vất vả để mà mà, mà xây dựng cái câu chuyện này ra được cái đúng thời kỳ chiến tranh đấy, từ cái bối cảnh, từ những con người trong thời kỳ đấy như nào nghệ sĩ nhân dân Đặng Xuân Hải, nguyên chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam chia sẻ. Nó đạt được hai tính, tân văn và nghệ thuật. Tính tân văn là nó phải bám sát những vấn đề lịch sử và những vấn đề hiện thực diễn ra, đúng không? Và phản ánh đúng như thế và đồng thời nhận, thông qua cái thủ pháp nghệ thuật thì nó sẽ tạo ra hiệu quả. Hoa ban đỏ, ký ức Điện Biên, đường lên Điện Biên, Điện Biên phủ, cuộc chiến giữa hổ và voi. Đến nay là phim hoạt hình chiếc xe thầu Điện Biên, lời hứa Điện Biên. Dù được thể hiện bằng ngôn ngữ, điện ảnh, tài liệu hay hoạt hình, đều là những thức phim góp phần làm sống lại những ngày tháng, khoét núi, ngủ hầm, đầy gian khó mà lấy lừng của quân dân ta trên mặt trận Điện Biên. Tin Thế Giới cây chú ý một trong những cuốn sách cổ nhất còn tồn tại tới từ Ai Cập mới đây đã được đưa ra đấu giá. Bộ sách được viết bằng tiếng Coptic trên giấy cói vào khoảng năm 250-350 sau công quyền. Cuốn sách bao gồm 52 trang được viết bởi một người ghi chép trong khoảng thời gian 40 năm tại một trong những tu viện Kitô tô giáo đầu tiên ở thượng nguồn Ai Cập. Hiện nay, đằng sau tấm mica, cuốn sách chứa đựng những văn bản sớm nhất được biết đến của hai cuốn sách trong kinh thánh, bức thư đầu tiên của Fieri và Sassona. Chuyên gia cho biết, cuốn sách được bảo tồn cho tới ngày nay là nhờ khí hậu khô ráo của Ai Cập. Bộ sách được phát hiện ở Ai Cập vào đầu những năm 1950 và được Đại học Mississippi mua lại. Nhà sưu tầm người Na Uy đã mua lại nó vào năm 1988 và hiện đang được trưng bày tại Christie, New York. Ước tính bộ sách sẽ được bán với giá từ 2,6 đến 3,8 triệu đô la Mỹ. Trong nỗ lực đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông tại thị trấn Daventry thuộc hạt Northamptonshire của Anh, mới đây một nghệ sĩ đường phố ẩn danh đã tạo ra hàng loạt tấm biển kêu gọi sửa chữa những ổ gà trên đường. Nghệ sĩ đường phố này đã đặt 26 tấm biển nhắc nhở ở những phần đường bị hỏng trong thị trấn Daventry. Hầu hết các tấm biển này có nội dung kêu gọi sửa chữa những ổ gà trên đường để khôi phục vẻ mỹ quan và an toàn cho những người tham gia giao thông. Trước đó, người dân thị trấn này từng nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương về tình trạng đường xá xuống cấp, gây mất an toàn giao thông và làm hư hại phương tiện lưu thông. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, Tại Thái Bình, nhiều người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Tiểu mục chuyện kể mới tự hào người chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Tiểu mục cà phê không đường. Tiểu mục cà phê không đường tiếp tục chương trình với một vấn đề đáng chú ý xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, những ngày gần đây, người dân thành phố này đã dành sự quan tâm lớn cho giải nhà lụp sụp bờ Nam Kênh Đôi, quận 8, nơi xảy ra trận hóa hoạn đớn vào tối 1 tháng 4 vừa qua, Vụ việc không gây tổn thất về người, nhưng nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh công tác di dời các nhà ven kênh này ở quận 8 thời gian qua. Khu vực bờ nam kênh đôi có cả nhà bê tông kiên cố đang bị xé tạc. Hiện trường phù sập cách đây mấy năm vẫn còn, nhưng người dân phải bám trụ sinh sống ven bờ nam kinh đô quận 8 thành phố Hồ Chí Minh là hàng ngàn các nhà lụp sụp tạm bợ, có nhiều nhà đổ sập xuống sông, có nhà bị hỏa hoạn thiêu rụi và đa phần người dân sống trong những căn nhà không khác gì ổ chuột. Thậm chí có nhà sập trượt xuống cả dòng kênh do việc gia cố tạm không đảm bảo chắc chắn. Bà Nguyễn Thị Gái, nhà ở số 14-4 Phạm Thế Hiển, phường 1, quận 8, thuộc bờ Nam Kênh Đô cho biết, trong Tết vừa qua, một phần căn nhà bị sập xuống kênh, nói là căn nhà nhưng nơi bà gái ở cùng gia đình là một nơi dựng tạm trên dòng kênh với những tấm ván mỏng sơ sài sang nhà là những tấm ván đóng tạm nhiều lỗ hở bà gái cho biết cái chủ cái cô cái chủ trưởng cô nói là hỏi cái như tỷ mình xin tiền là mình sửa tạm được không cô nói là không có được cái khu giải tỏa phải nhà đất á, thì ở nhà nước nó có hỗ trợ nhà tình thương rồi phải không bọn này nhà sàn này tại giải tỏa là nhà nước không cho rồi không cho cái gì thấy không để nhà tập để hoài thôi gì mấy mượn tiền gì làm thì sửa gì ở luôn chứ chờ hạ sụp mà dán mà mới gian nha hết ghê lắm Tương tự, chị Trần Lệ Trinh, ở số 1284-56B, đường Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, thuộc bờ Nam Kênh Đôi cũng cho biết, lúc dịch Covid-19 thì chỗ của chị bị sập một lúc hai căn nhà. Cả hai căn đổ sập xuống kênh, chỉ còn lại nhà vệ sinh tạm còn sót lại, chị Trinh nói. Nó tự nhiên nó đổ xuống, một cái ầm xuống luôn, nhà sàn mà. Nó sập, nó sập, đổ xuống hết luôn vậy đó. Không chỉ sập. Tối ngày 1 tháng 4 vừa qua, lửa bất ngờ bùng lên từ bãi chứa vật liệu gỗ cũ ở khu vực dãy nhà ven nam kênh đôi, rồi nhanh chóng lan sang các nhà bên cạnh. Phòng BC07 đã điều động nhiều lực lượng, phá hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 8, triển khai lực lượng hàng chục phương tiện đến hiện trường để triển khai dập lửa. Đến khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt, bảo vệ được dãy nhà phía trước khoảng 1.120 m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm cháy rụi khoảng 470 m2 nhà xưởng. Bà Nguyễn Thị Láng, 72 tuổi, người dân tại đây cho biết, dù đã được chính quyền hỗ trợ chi phí sau vụ cháy vừa qua, nhưng bà không dám đi thuê nhà trọ vì sợ không đủ tiền để thuê lâu dài. Gia đình bà quyết định vẫn bám trụ tại đây. Bà Láng chia sẻ. Mong muốn mình là chính quyền là nhà nước cho mình trang mấy nhà, che nắng, che mưa vậy thôi à. Dù liên tục xảy ra các sự cố, tuy nhiên dự án từ Nam Kênh Đôi đến nay vẫn chưa được triển khai. Trong kế hoạch di dời nhà ven kênh đến năm 2025 của thành phố Hồ Chí Minh, không có dự án di dời chỉnh trang bờ Nam Kênh Đôi. Trong phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 vào chiều ngày 3 tháng 5 tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn mãi cho biết, đầu tháng 4 xảy ra vụ cháy nhà ven kênh quận 8 ở bờ Nam kênh đôi, nếu không chữa cháy kịp thời thì thiệt hại đã có thể lên đến hàng trăm căn nhà. Vì từ mép bờ đi xa tới nhà cuối cùng trên kênh có đoạn là năm lớp nhà dân với nhiều người cùng sinh sống. Vì vậy cần nghiên cứu chính sách gắn với chỉnh trang bờ Nam Bắc Kênh Đôi, Kênh Hy Vọng. Bên cạnh đó, cần triển khai chương trình nhà cho thuê, chính sách kích cầu như cho vay không lãi suất cho các nhà đầu tư vì sự phát triển chung của thành phố. Tin nóng Chiều ngày 6 tháng 5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình cho biết đang tiếp tục điều tra xác minh thông tin về vụ việc nhiều người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Trước đó, vào các ngày 1 và 2 tháng 5, tại một gia đình ở phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, có tổ chức bữa cổ trước đám cưới cho con. Trong đó, trưa ngày 1 tháng 5, có khoảng 20 mâm cổ với 120 người ăn. Thực đơn gồm các món từ thịt gà, tôm, canh dưa cà và tiết canh dê. Trong đó, dê được giết mổ tại Ninh Bình vận chuyển về. Nhân dê làm tiết canh là tai, gan, cuốn họng lợn đã chín. Trong đó, trưa ngày 1 tháng 5 có khoảng 20 mâm cổ với 120 người ăn, thực đơn gồm các món từ thịt gà, tôm, canh, dưa cà và tiết canh dê. Trong đó, dê được giết mổ tại Ninh Bình, vận chuyển về. Nhân dê làm tiết canh là tai, gan, cuốn họng lợn đã làm chính. Sau khi ăn, một người trong số đó có biểu hiện sốt nhẹ, ho, khó thở, đau tức hai bên sườn, phải nhập viện ngày 4 tháng 5 và tử vong vào sáng ngày 5 tháng 5 liên tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình hiện đang tiếp nhận điều trị cho 10 người bệnh. Một bệnh nhân cho biết: bữa là có thịt gà rang với tôm canh cua, mới là dê, chứ hoàn toàn không có lợn. Đấy là dê là dê chúng tôi đặt ở Ninh Bình mang sang, chứ còn không có lợn. Bác sĩ Phan Thị Yến, khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình thông tin. Các bệnh nhân này thì đều có đặc điểm chung là cùng ăn bữa cỗ có tiết canh. Khi vào khoa thì tình trạng các bệnh nhân thì đều ổn định. Hiện tại thì tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cũng đang ổn định và chúng tôi đang tiếp tục theo dõi và điều trị chờ cái kết quả xét nghiệm chính xác. Kết quả xét nghiệm máu của 10 bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cho kết quả bình thường đang chờ kết quả đuôi cấy máu. Ngoài số bệnh nhân này, 8 người có triệu chứng sốt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đã xin chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi điều trị. Trong đó, đến cuối giờ chiều ngày 6 tháng 5, có 6 người sức khỏe bình thường được xuất viện. Hiện các ngành chức năng tỉnh Thái Bình đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc nghi do ngộ độc thực phẩm này. Tiểu mục chuyện ngày mới Thưa quý vị, chiến thắng Điện Biên Phủ như là một mốc son trói lọi bằng vàng của lịch sử. Thắng lợi này đã trực tiếp đưa đến việc ký Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 1975. Đến với Điện Biên hôm nay, sau 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta có thể nhận thấy rõ sự thay đổi của mảnh đất gắn liền với chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trong khí tế của những ngày tháng lịch sử này, chúng tôi có dịp gặp lại những chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Tuy hầu hết các cụ chiến binh đã bước vào tuổi 90, nhưng những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn đó trong tâm khảm mọi người. Cựu chiến binh Vũ Đình Bính ở tổ 10 phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ là một trong những chiến sĩ đại đội 71, tiểu đoàn 371, trung đoàn 9, đại đoàn 304. Trong câu chuyện người cựu chiến binh già chia sẻ, trong ba trung đoàn thuộc đại đoàn 304 thì chỉ có hai trung đoàn là trung đoàn 57 và trung đoàn 9 của ông tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi ấy, đơn vị ông được giao nhiệm vụ khống chế sân bay Mường Thanh. Ở cái tuổi gần 90, lúc nhớ, lúc quên, nhưng khi nhắc đến những ký ức của một thời oanh liệt, mắt ông lại ngời sáng. Chiến sĩ Điện Biên Vũ Đình Bính chia sẻ. bắt đầu vào thì là trên pháo tháng này, rồi máy bay nó bắn rồi là đạn giết rồi là, là lúc nào nó cũng xung quanh người. thế nên như các anh nói là không có nghĩ gì, 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 gì. Chết thì chết hết. Bởi vì người ta xung quanh người ta mất nhiều rồi, chết nhiều rồi. Mình đến mình là cái bình thường bằng mọi giá cũng quyết tâm làm là toàn cái nhiệm vụ của mình là bảo vệ cho các đồng chí ở lên lên trước người ta đào hầm, người ta khoét núi. Đối với những chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn xã Thanh Sương, huyện Điện Biên, ký ức về chiến dịch luôn là những ký ức không thể nào quên. Mỗi lần gặp mặt là một lần họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời oanh liệt. Những người đính như các ông khi ấy mới chỉ 18 đôi mươi, nghe theo tiếng gọi thiên điên của Tổ quốc đã sẵn sàng lên đường tham gia chiến đấu. Chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Văn Kỷ nói. Tôi là một bậc pháp viên của Văn Dục. Thì cái đội C1 ấy thì nói chung là nó dặn co nhau cũng cũng vất vả lắm. Khi mà chuẩn bị ra đánh, cứ chuẩn bị với tinh thần nó là một đại đội. Thì bên này một cái đại đội 1 đây là cái đại đội chủ công trung đoàn, 170 mấy người không ít mỗi một đại đội nó chi viện ra thêm một trung đội nhưng mà cái trung đội này nó cũng tăng cường mạnh như thế đấy cho nên lúc đánh giá thì như thế là không phải nó là một đại đội mà nó hơn chiến sĩ điện biên nguyễn văn chứa cho hay chúng tôi còn về trước các đơn vị vì nhiệm vụ của chúng tôi đấy là tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đồng chí lê liêm có chủ nhiệm tổng cục giao nhiệm vụ đi theo đoàn giao nhiệm vụ là địch đã nhảy dùng điện biên rồi 24 đại đội phí ở lai châu nó đang về phối hợp với quân chính quy của điện biên cho nên là nhiệm vụ của các đồng chí là phải tiêu diệt được 24 cái đại đội ấy để không cho nó về phối hợp với quân chính quy cho nên chúng tôi hành quân cấp tốc trước được địch hai tiếng thì là nó sẽ đến mừng cồn nếu mà bồi 24 đại đội nhưng mà nó mới vào vùng vây của mình được 20 đại đội thì mình đã nổ súng rồi trong cuộc sống đời thường hôm nay những chiến sĩ điện biên ấy vẫn luôn giữ gìn phẩm chất và phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ họ tích cực tuyên truyền vận động gia đình chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, họ hàng hái tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. 70 năm là cả một chặng đường dài, tỉnh Điện Biên đã có nhiều đổi thay và để có ngày hôm nay là sự đóng góp và hy sinh lớn lao của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa. 70 năm là khoảng thời gian dài gần như bằng cả cuộc đời người. Những chiến sĩ điện viên ngày nào đều đã ở độ tuổi trên dưới 90, nhiều người sức khỏe cũng đã yếu. Nhưng ký ức về những trận đánh ác liệt, những hy sinh anh dũng và cả niềm vui chiến thắng thì vẫn luôn còn mãi. Những ngày này, mặc dù bận rộn với nhiều công việc, cựu chiến binh Phạm Đức Cư, tiểu đoàn 394... Trung đoàn pháo cao xạ 367 trong chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn dành thời gian sắp xếp cho phóng viên một buổi gặp mặt. Những câu chuyện trong ký ức của người lính Trung đoàn pháo cao xạ 367, đơn vị lập công xuất sắc trong chiến dịch, được ông kể lại với từng chi tiết rành mạch. Bởi đó là một phần ký ức đặc biệt đã theo ông đi suốt cuộc đời tham gia chiến dịch với biên chế tại tiểu đoàn 166, trung đoàn 209, đại đoàn 312, chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Hữu Chấp cùng đồng đội nhận mệnh lệnh khai hỏa mở màn trận đánh vào cụm cứ điểm Him Lam, nơi được thực dân Pháp mệnh danh là cánh cửa thép bất khả xâm phạm. Nhanh giật từng mét đất, kiên trì bám trụ vị trí chiến đấu đến khi đại đoàn 312 hoàn toàn làm chủ trung tâm đề kháng Him Lam. Với ông, những ký ức gần như vẫn còn nguyên vẹn. Sau 56 ngày đêm căng bình trên chiến trường sực nóng, trận quyết chiến tại đồi A1 diễn ra vào đêm 6 tháng 5 đã phá tan thành lũy cuối cùng của quân Pháp khi quân ta ồ ạt xông lên tiêu diệt các lô cốt và dùng thuốc nổ phá hầm ngầm kiên cố của địch. Khoảnh khắc lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên đốc hầm sở chỉ huy của địch là khoảnh khắc đi vào lịch sử đối với nhiều cụ chiến binh. 70 năm qua, song với những người lính Điện Biên, thời hoa lửa đó là ký ức rực rỡ nhất của một cuộc đời khó có thể xóa nhòa. Một thời tuổi trẻ không tiếc máu xương, cống hiến hết mình cho Tổ quốc, làm nên chiến thắng, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. 70 năm đã trôi qua, những người lính Điện Biên tuổi 18 đôi mươi năm xưa này đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, chân yếu, mắc mờ khi nhắc về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lương lẫy Nam Châu chấn động địa cầu. Những người lính Điện Biên Nam xưa như được tiếp thêm sức mạnh vẫn nhớ như in kỷ niệm của những ngày gian khó và hào hùng, làm nên vành hoa đỏ, nên thiên sự vàng. Họ đều là những người quả cảm có tình yêu quê hương đất nước, là niềm tự hào của dân tộc và tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ hôm nay noi theo từ đó thế hệ trẻ hôm nay ra sức tu dưỡng rèn đức luyện tài để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng văn minh giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của bao lớp người đi trước. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Phú Khánh cùng với Mạnh Tiến xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt.